Theo ban tổ chức môn bóng đá nam của SEA Games 32, đội chủ nhà Campuchia sẽ cùng U22 Việt Nam nằm tại nhóm hạt giống số 1. Trong khi đó, Thái Lan và Indonesia là hai đội thuộc nhóm hạt giống số 2. Nhóm 3 là sự góp mặt của Malaysia và Myanmar. Còn với Singapore, Lào, Philippines và Timor-Leste, bốn đội bóng này được ban tổ chức SEA Games 32 xếp chung cùng nhóm hạt giống số 4. Với cách phân chia này, U22 Việt Nam có thể sẽ phải gặp Thái Lan và nhiều đối thủ mạnh khác ngay tại vòng bảng. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm môn bóng đá của SEA Games 32 sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay mùng 5 tháng 4 tại sân vận động Mororok Techo. Ở một diễn biến khác, theo báo chí Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo vừa qua đã giành chiến thắng trong cuộc đua bình chọn danh hiệu sáng tạo của năm do quỹ Pony Chung tổ chức. Theo đó, đây là giải thưởng được trao cho các cá nhân hoặc tổ chức mang lại những thay đổi tích cực cho Hàn Quốc. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 5 tại thủ đô Seoul.